Chào mừng toàn thể các bạn đến với linh kiện 789.vn. Hôm nay bên mình vừa mới nhập được vài con trâu rất là to, rất là khỏe. Thì mình sẽ show cho các bạn xem luôn. Và một số các sản phẩm hàng mới về. Đây, đầu tiên cho các bạn xem mấy con trâu này trước. Đây, hiện tại bên mình đây đang nhập về cái loại biến áp xuyến đáp ứng từ công suất 1000W cho lên đến 3000W. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trước cái loại 1000W nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái cân ở đây rồi để cân cho các bạn xem luôn. Và toàn bộ những cái biến áp ở đây đều được cuốn 100% dây đồng. Đó là mình đặt bên nhà sản xuất, người ta sẽ cuốn chính xác là 100% dây đồng nhé. Và trong đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn và báo giá các bạn biết luôn. Này, mình đã thống kê tất cả cái giá ở đây rồi. Thì mình sẽ cân cái nào lên cho các bạn xem là báo giá luôn. Hiện tại chúng ta sẽ đi sang với cái sản phẩm có công suất là 1000W trước. Đây. Sản phẩm rất là ok. Đây. Đây là cái biến áp xuyến 1000W. Đấy. Nguồn điện áp ra là 35V đối xứng, 15V đối xứng, 12V đơn và 12V đơn. Cái đầu nguồn ra này các bạn hoàn toàn có thể đặt bên mình để bên mình báo nhà sản xuất thiết kế ra cho các bạn theo nhu cầu. Thì hiện tại bây giờ mặc định của bên mình là sẽ cái nguồn chính là 35V đôi, nguồn phụ đối xứng là 15V đôi và hai cái nguồn đơn là 12V. Thì các bạn muốn bao nhiêu các bạn phải báo cho bên mình. Nếu như bạn nào đặt từ 5 cái trở lên thì bên mình sẽ làm theo yêu cầu, các bạn muốn cuốn ra bao nhiêu cũng được. Và hiện tại bây giờ ở đây mình cân được là 8,2kg cho cái biến áp 1000W 35V đôi này nhá. Rồi, chúng ta để lên đây. Tiếp tục một loại 1000W khác nữa. Đây, nhà sản xuất người ta đóng nguyên như thế này luôn đấy. Đây cũng là 1000W. Nhưng mà điện áp của nó ra là 45V đôi là nguồn chính. Nguồn phụ thì vẫn giống như cái lúc nãy. Để mình báo giá luôn nhá. Cái biến áp 1000W 35V đối xứng là 1.650.000. Cái lúc nãy mà mình vừa mới cân xong đấy. Và cái này 1000W 45V đối xứng nó cũng là 1.650.000. Nói chung là công suất bằng giá nhau. Thì cân nặng hiện tại bây giờ nó vào là cũng là 8,2kg. Rồi, để sang một bên. Tiếp tục sang với cái công suất lớn hơn là 1500W. Đây, để mình đo kích thước cho các bạn xem luôn. Và cái loại tiếp theo này là 1500W. Với cái nguồn chính nó ra là 50V đối xứng. 50V đối xứng, nguồn phụ thì nó vẫn giống như hai phiên bản trước. Và cân nặng của nó hiện tại bây giờ nó lên là, cái cân này nó không cũ rồi, hơn 11kg. Đường kính của nó là 17cm. Chiều cao là 9cm. Đó là cái kích thước và cái cân nặng của cái thằng 1500W này. Chúng ta đo lại cái 1000W này nhá, xem là bao nhiêu vì lúc nãy mình chưa đo. Thì cái đường kính của thằng này nó là 15,5cm. Chiều cao của nó là 8cm. Đấy. Giá cái thằng 1500W 50V này nó là 1.940.000. Tiếp theo chúng ta sang một cái 1500W khác. Đây. Cũng là 1500W. Nhưng cái điện áp chính của nó ra là 45V đôi, 15V đối xứng nguồn phụ và 12V đối xứng nguồn phụ tiếp. Cái nguồn phụ thằng này nó khác hai thằng lúc nãy. Thì cân nặng hiện tại của nó là 8 cân 1. 8 cân 1 nhá. Thằng kia nó nặng hơn bởi vì là nó có cái đế sắt này. Nó đế sắt giống như này, đế sắt vuông ở dưới này. Còn thằng này nó không có đế sắt vuông. Cũng là dây đồng 100% luôn. Thì giá của cái thằng 1500W mình vừa mới báo nó là 1.940.000. Đây cũng là nó luôn.
Và chúng ta sẽ sang với 2000W. 2000W này thì nguồn ra, nguồn chính của nó là 50V đối xứng, nguồn phụ là 15V đối xứng và 12V đối xứng là nguồn phụ. Hai cái nguồn phụ của nó đều là nguồn đôi, nguồn chính cũng là nguồn đôi luôn. Thì 2000W nó có cân nặng là 8,7 kg. Cái này bên mình đang bán với giá là 2.250.000. À xin lỗi các bạn, 2.230.000. Cái thằng 2000W này. Rồi, để xuống. Tiếp tục sang một cái thằng 2000W khác. Thằng này rất là nặng luôn. Nó cũng là 2000W. Nhưng cân nặng nó lên vượt trội luôn. Bởi vì là thằng này bây giờ cái nguồn đầu ra của nó, nguồn chính là 63V đối xứng, nguồn phụ là 15V đối xứng, nguồn đơn và nguồn đơn 12V. Thì nó có cân nặng là 12,6 kg. Khá là tốt, đúng không ạ? Rồi, cái con 2000W này thì bên mình đang bán với giá là 2.230.000. Đó, thằng này nặng hơn thì nó, chẳng qua là nó cũng có thêm một cái miếng sắt dưới đây này. Còn cái thằng kia thì nó là miếng cao su. Rồi, để ở đây. Và cuối cùng, cái con trâu to nhất mà khỏe nhất này, nó là 3000W. Đấy, 3000W. Và cái nguồn điện, điện áp chính đầu ra của nó là 75V đối xứng. Điện áp phụ thì vẫn mà là 15V đối xứng và 12V đơn. Nó có cân nặng là 15,5 kg. Khiêng mấy con trâu này nói chung là cũng hơi thở một chút, vừa nói vừa khiêng nữa. Quên đi chưa đo cái đường kính thằng này cho các bạn xem. Đường kính cái thằng 3000W này nó là 18,5 cm. Chiều cao của nó là 10 cm. Đó thằng 3000W này 15,5 kg. Còn cái thằng 2000W này, đường kính của nó là gần 18 cm, chiều cao của nó là 9 cm. Thằng 2000W. Rồi, ok. Như vậy là mình vừa mới show cho các bạn xem mấy con trâu này. Biến áp xuyến chuyên sử dụng để dành cho anh em lắp cục đẩy hoặc là nâng cấp âm ly. Bây giờ chẳng hạn như âm ly như các bạn có, các bạn thấy nó hát rất là hay, nó chống hú rất là tốt, các bạn rất thích cái âm ly đó. Nhưng mà ngược lại bây giờ chúng ta nâng lên một đôi loa thì thành ra là âm ly công suất nó sẽ yếu đi, bắt buộc các bạn phải nâng cấp công suất nó lên. Nâng cấp thì chúng ta phải cần hai thứ quan trọng, đó là thứ nhất là cục nguồn, thứ hai là cái mạch công suất. Rồi ok, xem như là xong cái phần này rồi, mình báo giá hết rồi nhá. Cái thằng 3000W thì nó là 2.790.000 đồng. Đây các bạn có thể thấy cái bảng giá mình có để này. Rồi, tiếp tục chúng ta sang với những sản phẩm khác, cũng là sản phẩm mới về của bên mình, cũng là những sản phẩm mới. Ở đây thì sẽ có 3 cái sản phẩm mới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào với cái mạch công suất 12V. Mạch này là mạch đánh công suất bằng điện áp 12V, với số lượng sò là 14 con sò. Và chúng ta sẽ xem. Ở đây là cái mạch đánh mono các bạn nhé. Nó ra một kênh, có nghĩa là 14 con sò này dồn tất cả công suất về một kênh như ở đây. Đây là kênh đầu ra. À xin lỗi các bạn, để mình xem lại nhé. Cái dơ le nó nằm trên đây. Đúng rồi, ở đây nó đánh một kênh các bạn nhé. Mạch này là 14 sò một kênh. Và các bạn để ý rằng là sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi một vế là có 6 con, có 6 con Chanjito, con sò để kích công suất. Còn một con là nó sẽ là sò thúc. Bên đây cũng vậy. Thì như vậy là chúng ta chính xác ra là cái mạch này là sẽ có 12 sò đánh công suất. Nguồn điện áp chúng ta cấp vào trực tiếp từ bình ắc quy 12V, dùng cho loại bình ắc quy từ 20A cho đến 100A trở lên thì nó sẽ tốt hơn. Tụ lọc nguồn của nó là 63V 12.000mi, 63V 12.000mi. Và đã được gắn sẵn trên một cái miếng tản nhiệt như này rồi. Cái mạch này cực kỳ thích hợp cho anh em nào chế âm thanh ở trên ô tô hoặc là làm loa kéo công suất lớn. Tiếp theo chúng ta sang với mạch này. Ở đây thì đã được gắn nhôm tản nhiệt sẵn rồi, đã có quạt tản nhiệt sẵn rồi. Đấy, cái nguồn điện cấp vào và chi tiết về công suất thì mình sẽ có một video riêng về những cái sản phẩm mà hôm nay mình đang show cho các bạn thấy nhé.
Chứ còn mình chỉ giới thiệu là sản phẩm hàng mới về như vậy thôi. Thì như các bạn thấy cái mạch này là mạch chuyên dụng dành cho đánh loa siêu trầm, có nghĩa là loa súp. Mạch này với cấu tạo bao gồm là 10 con sò C5200A1943. Và tất cả 10 con sò này đều có một con điện trở, chứng tỏ rằng tất cả 10 con sò này đều là những sò đánh công suất. Đấy, cái miếng nhôm này là miếng nhôm lên đắp lên cái con diode để nó tản nhiệt. Nguồn điện cấp vào là AC từ 32V đến 60V. Và cái nguồn này là nguồn AC các bạn nhé. Bởi vì là trong cái mạch này nó đã có tụ lọc nguồn rồi, nhưng mà nhà sản xuất có một cách thiết kế cực kỳ hay luôn. Người ta thiết kế có ở trong cái miếng nhôm này nó có một cái lỗ hổng ở giữa. Thì ở bên trong đây bao gồm là 4 con tụ 100V 10.000mi. Như vậy là đối với một cái mạch này nó có thể đánh được cái con súp 50 căng luôn, hoặc là các bạn có thể đánh súp 30, súp kép 30 cũng được. Rồi, để mình xem giá luôn nhá. Cái mạch công suất 12V 14 sò là 1.970.000. Còn cái mạch công suất cho loa súp mà chúng ta vừa mới xem 10 sò thì 1.520.000. Ngoài ra đứng dưới đây còn một mạch nữa. Đây, mạch này có cấu tạo là mạch 16 sò Toshiba. Tất cả những con sò này là sò bãi, có nghĩa là mạch thì là sản xuất mới bây giờ, nhưng mà sò là sò tháo máy chứ không phải là sò mới 100%. Sò tháo máy từ những cái linh kiện của những cái âm ly bãi ấy. Thì hiện tại ở đây các bạn thấy 16 sò là bao gồm nó sẽ đi cùng với 16 con điện trở, cho thấy là tất cả 16 con sò này đều chạy công suất. Và mạch này nó có công suất là 1000W nhân 2. Đây là nhà sản xuất người ta ghi vậy thôi. Điện áp chúng ta cấp vào là, để mình xem nào, cái này mình nghĩ là điện áp nó cũng cấp vào giống như cái mạch súp lúc nãy thôi. Giá cái mạch này nó là 1.970.000. 1.970.000 các bạn nhé. 16 sò. Và cái mạch này là mạch, xem nào, mạch 2 kênh. Mỗi một kênh là 8 sò. Dành cho anh em nào mà muốn chế và độ công suất của âm ly thì chúng ta chỉ cần một cái mạch duy nhất như thế này thôi là chúng ta đã sử dụng được rồi. Nói các bạn, nó trời rất nắng mà mình không dám mở quạt, bởi vì là mở quạt lên nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần thu âm của máy quay, các bạn xem sẽ rất là tức, nên là mình đang tắt quạt mà rất là nóng luôn ấy. Rồi, cái mạch này thì nó thiết kế cũng tương tự như cái mạch súp lúc nãy. Bên trong đây nó cũng sẽ có 4 con tụ 100V 10.000mi để lọc nguồn bên trong đây. Các bạn thấy cái main này, 1, 2, 3, 4 con tụ nhá, lọc nguồn ở dưới đây. Nhìn mạch rất là gọn nhẹ. Các bạn chỉ việc cấp cái nguồn AC vào là mạch hoạt động luôn thôi. 1.970.000. Sẽ có video riêng về nó để cho các bạn thẩm âm và các bạn xem được cái chi tiết của nó nhé. Tiếp theo chúng ta sang với sản phẩm khác. Ở đây là một cái thùng chứa hai cái bộ. Đây, thùng này là chứa cái bộ kích điện từ 12V lên 220V sóng xin chuẩn với công suất là 250W. Công suất max, còn công suất hoạt động liên tục là từ 1000 đến 1200, hoạt động 24/24 không bị gián đoạn. Nếu như các bạn sử dụng lên 1500W hoặc 1800W hoặc thậm chí có thể lên 2000W, nhưng càng lên cao công suất như vậy thì cái bộ này nó hoạt động thời gian dài nó sẽ càng nóng. Mà nó đã nóng rồi thì nó sẽ có cái chế độ bảo vệ quá nhiệt ở trong đây, nó sẽ ngắt kích không làm việc. Phải nghỉ ngơi khi nào mát nó lại làm việc lại. Nên là mình mới nói là công suất tối đa là 2500W, còn công suất hoạt động liên tục là 1000 đến 1200W các bạn nhé. Giá bên mình đang bán với cái bộ 2500W này là 1.600.000, bảo hành 1 tháng. Nếu như do lỗi nhà sản xuất, bộ này có 3 chức năng bảo vệ quá tải đầu ra, bảo vệ quá nhiệt. Nó chỉ bảo vệ như vậy thôi, đúng rồi. Còn cái đầu vào nó không bảo vệ được các bạn nhé. Đầu vào nếu các bạn đấu nhầm cực âm dương là có thể dẫn đến nó chết đấy. Tiếp tục sang cái bộ kích xin chuẩn 12V lên 220V 1000W. Cái bộ này bên này mình đang bán với giá là 810.000. Cũng bảo hành 1 tháng. Và nó cũng tương tự như cái bộ kia, chỉ khác rằng là thằng này công suất nhỏ hơn thôi. Còn đây là xin chuẩn các bạn nhé. Các bạn có thể quay lại những cái video mà mình test riêng về hai sản phẩm này là sẽ thấy mình đã đo điện và nó hoạt động ở tần số 50Hz xin chuẩn. Tiếp theo chúng ta sang với sản phẩm kích cá điện tử. Hiện tại bên đây các bạn thấy màu đen là bộ kích cá điện tử 6 phép V2
với giá là 620.000. Màu xanh là kích cá điện tử 12 feet với giá là 950.000. Tất cả hai sản phẩm này đều được bảo hành 1 tháng nếu như do lỗi nhà sản xuất. Và phụ kiện đi kèm theo hai sản phẩm này nó cũng giống nhau luôn. Đây, phụ kiện đi kèm theo là nó sẽ có hai cái công tắc như thế này. Đây, hai công tắc như này. Đó. Và một bộ kích. Thì các bạn có thể thấy đây, bên đây cái bộ này 6 feet V2 này nó có cái mã là A999.000 V kép. Có băm sung, có chọn đần à, có băm sung, có điều chỉnh tốc độ băm sung và có điều chỉnh điện áp và có công tắc bật tắt nông sâu. Cục mặt sau này nó sẽ có quạt tản nhiệt, rồi có cọc đầu ra, rồi có kẹp vào bình ắc quy. Đó là 6 feet. Còn 12 feet thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà nó có hai cái phần nó được nâng cấp hơn là chúng ta thấy được. Thứ nhất ở đây là đầu mặt trước này, nó sẽ có một cái đồng hồ này nó để nó báo cái tần số mà nó đang kích xung lên. Và đây là có một cái dây chống giật. Cái dây này các bạn sẽ nối dài lên, các bạn sẽ để nó nằm cạnh nơi cái cò bóp này. Chẳng may các bạn bị trượt chân xuống nước thì cái tay này các bạn sẽ nhúng xuống nước. Nhúng xuống nước thì cái dây này, cái dây này và hai tiếp điểm này chỉ cần nhúng xuống nước cái là cái bộ kích này nó tắt, nó không hoạt động nữa. Rồi, như vậy là tất cả những sản phẩm ngày hôm nay mình quay lên để báo cho các bạn biết là hàng đã về. Và cũng xin giới thiệu với các bạn một số các cái sản phẩm mới mà mình vừa mới sâu xong, như là biến áp và những cái mạch công suất. Biến áp bây giờ mình sẽ báo giá lại một lần nữa để cho các bạn rõ chứ không có nhiều bạn cũng nhầm. Đầu tiên là cái biến áp loại 1000W 45V đôi 1.650.000. Biến áp 1000W 35V đôi cũng là 1.650.000. Biến áp 1500W 45V đôi 1.940.000. Biến áp 1500W 50V đôi 1.940.000. Biến áp 2000W 63V đôi 2.230.000. Và biến áp 2000W 50V đôi cũng là 2.230.000. Biến áp to nhất là 3000W 3000W 75V đôi là 2.790.000. Tất cả biến áp này bên mình sẽ có chế độ bảo hành cho bạn ít nhất là 1 tháng. Các bạn nhìn cái 3000W này. Rồi, ok. Như vậy là cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ của Mèo Vật 789, Linh Kiện 789 và Vlog 789. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.